bạn sẽ hỏi Doremi đâu. Sao không có Doremi? Nghĩ sao mà không có vậy ta? Xin lỗi vì em đã đến hơi trễ. Không sao không sao, thường là Vedette xuất hiện cuối cùng mà đúng không? Ái chà, thế có ai mê cô em gái của Doremon này không ta? Nhưng mà có thì điểm danh cho ông biết nữa nha. Doremi là em gái của Doremon, cũng sống ở thế kỷ 22 luôn. Sở dĩ được coi là em gái của mèo máy trứ danh vì Doremi cũng ra đời tại nhà máy Matsushiba, cùng dùng một loại dầu và linh kiện điện tử như Doremon. Nhưng Doremi lại ra đời sau 2 năm, là sản phẩm hoàn thiện không lỗi lầm nên xịn hơn Doremon khá là nhiều luôn đó nha. Theo như ông biết thì Doremi khỏe hơn Doremon gấp 77,5 lần. Chưa dừng lại đó đâu, Doremi có thể tạo ra sức mạnh lên tới 10.000 mã lực, trong khi đó Doremon chỉ có thể tạo ra sức mạnh với 129,3 mã lực mà thôi. Ủa thiệt á hả? Nếu mà các bạn biết thêm về những sự thật về Doremi thì đừng ngần ngại chia sẻ cho ông biết nữa nha. Nói hôm hôm đi cũng xong Doremi rồi nè, có hai cái má hồng dễ thương ghê đó. Rồi, vậy Doremon có rồi thì cũng có Doremi rồi nha. Nhớ thả tim và đừng quên follow ông nữa nha. Bye.